từ đầu nhiệm kỳ 12 đến nay đã có hơn 53.700 cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật đảng, trong đó có nhiều người phải chịu trách nhiệm hình sự. Hơn 70 người trong số đó là cán bộ đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, nhiều nhất trong các nhiệm kỳ từ trước đến nay. Lợi dụng việc đảng ta xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, nhất là những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo cấp cao, đã xuất hiện những băn khoăn và cả những quan điểm trái chiều mang tính kích động, xuyên tạc như là phải trang sai phạm là lỗi hệ thống, phải chăng mang danh xử lý kỷ luật đảng viên để thanh trừng nội bộ. Bởi vậy, việc tăng cường siết chặt kỷ luật đảng, phản bác lại những luận điệu sai trái nhằm làm trong sạch đảng, nâng cao sức mạnh của đảng, bảo vệ sự tồn vong của chế độ là việc mỗi cán bộ, đảng viên và người dân chân chính nên làm, cần làm và phải làm với bản lĩnh và niềm tin cách mạng đúng đắn. Đây cũng chính là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống số thứ hai có chủ đề Kỷ luật trong đảng, bài học chặt cảnh sâu để cứu cây. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. À, trước hết xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông. À, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc thì chúng tôi xin nhắc lại câu chuyện đó là chủ tịch hồ chí minh từng y án tử hình đại tá quân nhu trần dụ châu vì tội tham ô lợi dụng xương máu của anh em chiến sĩ để lo việc cá nhân và nói về sự việc đau xót này thì chủ tịch hồ chí minh đã để lại lời căn dặn đầy thấm thía đó là thà chặt một cành sâu để cứu cho cây xanh tốt Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc ạ, à, hẳn ông cũng không vui gì khi mà chúng ta phải nhắc lại con số cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật à, từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay, đó là hơn 53.700 cán bộ đảng viên ạ thưa ông. Cái việc xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên thậm chí cả cán bộ cao cấp là hết sức cần thiết trong cái quá trình xây dựng, chỉnh đốn và phát triển của đảng. Không ai vui về những cái hình thức kỷ luật đối với các cán bộ đảng viên không vui nhưng không có nghĩa là bi quát tiêu cực rồi từ đấy mà nhận thức sai cái việc thi hành kỷ luật của đảng bởi vì kỷ luật của đảng đó là làm cho đảng thật sự trong sạch và vững mạnh Dạ vâng ạ, rõ ràng là không ai có thể vui mừng trước việc đồng chí mình, nhất là những người có nhiều cống hiến cho cách mạng, cho sự nghiệp phát triển của đất nước, đã từng giữ những vị trí chủ chốt trọng yếu của Đảng và Nhà nước và với những cán bộ đảng viên lão thành thì đó thực sự là nỗi mất mát và nỗi xót xa và đó cũng là những cái bài học vô cùng đắt giá có thể nói là rất buồn khi nghe tin mỗi đồng chí của mình nhất là các đồng chí cán bộ cao cấp không phải chỉ cá nhân mình mất chức hay là bị kỷ luật đâu mà đảng mất cán bộ và trong con mắt nhân dân ấy cái uy tín của cán bộ nó cũng giảm rồi là uy tín chung của đảng cũng vì thế mà bị ảnh hưởng chặt bằng ngón tay đau lắm nhưng mà bây giờ cũng thế thôi những cái đồng chí không đúng thì mình thay người khác lên để cho cơ quan bộ máy của mình phát triển tốt lên thì cái đó là cần cái đó phải làm mà phải làm thật kiên quyết Cùng với chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc và những ý kiến của một số cán bộ lão thành cho thấy là dù đau xót nhưng mà cái quan điểm xuyên suốt của đảng ta đó là việc không thể không làm bởi có một điều luôn sáng rõ là đảng ta không vì bất kỳ lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và lợi ích của dân tộc. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc ạ, à, để xảy ra những cái sai phạm của một số cán bộ đảng viên trong cái thời gian dài và thậm chí là nhiều nhiệm kỳ thì phải chăng đó là do tổ chức cơ sở đảng buông lỏng quản lý và đảng viên đã thiếu bản lĩnh chính trị trong cái công tác thi hành kỷ luật đảng ạ, à, thưa. Theo tôi có hai cái nguyên nhân rất quan trọng đó là cái cái công tác quản lý cán bộ đảng viên của mình nó chưa thật chặt chẽ theo đúng yêu cầu của điều lệ đảng của sinh hoạt đảng nói chung và nhất là những cán bộ có chức có quyền thì thường là tự đặt mình ra khỏi cái sự quản lý của tổ chức đảng của cấp ủy thậm chí của chi bộ. Còn cái nguyên nhân thứ hai á, thì đấy chính là cái sự tự tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên chưa đúng với cái yêu cầu của một người cộng sản thể hiện ở cái tự buông thả tự vượt ra khỏi khuôn khổ kỷ luật của đảng người pháp luật của nhà nước và ở đây nó còn bị chi phối bởi những cái yếu tố khác nữa trong công tác quản lý này đó là dĩ hòa vi quý thấy đúng không dám bảo vệ thấy sai không dám đấu tranh và nó dẫn tới những cái hiện tượng như là né tránh trong cái quá trình né tránh ấy thì nó lại định hình ra những cái như là sợ va chạm, có khi thấy sai của của người lãnh đạo đấy, thấy sai của cán bộ đấy mà không dám có ý kiến gì. À, như ông vừa phân tích là có hai nguyên nhân quan trọng à, dẫn đến à, những cái sai phạm của cán bộ đảng viên đó là việc à, buông lỏng quản lý và đảng viên thiếu bản lĩnh chính trị trong cái công tác thi hành kỷ luật đảng dư luận cho rằng là tại sao nhiều sai phạm nghiêm trọng đến thế mà chúng ta không phát hiện được sớm, kiểm tra, xử lý kịp thời ngay từ khi có dấu hiệu manh nha. Theo ông, liệu rằng có phải là cái công tác kiểm tra giám sát ở cấp ủy các cấp còn chiếu lệ hình thức và chưa thực sự quyết liệt ạ? Nó vẫn trở lại cái điều quan trọng lúc nãy tôi nói đó là quản lý cán bộ đảng viên. Nó lỏng lẻo. Cái, cái biểu hiện đấy là ở cấp nào cũng có, mà từ đấy nó hình thành trong Đảng một một cái lớp cán bộ đảng viên mà chúng tôi gọi đó là cán bộ đảng viên đặc biệt. Cán bộ đảng viên đặc biệt nghĩa là anh ta tự cho mình có cái quyền nhất định cho nên là không bị chi phối bởi cái tập thể chi bộ hay tổ chức Đảng hay thậm chí cả kiểm tra Đảng hay kể cả pháp luật nhà nước. Tự đứng ra ngoài pháp luật, ngoài kỷ luật của Đảng. Ông vừa đề cập đến những đồng chí đảng viên đặc biệt. À, vậy theo ông thì chúng ta phải làm thế nào để mà nhận diện được những cái đối tượng đảng viên đặc biệt này ạ? Theo tôi cái cơ chế thì không khó đâu. Dạ. Thì chính là phải đổi mới căn bản sinh hoạt từ tri bộ cho đến hệ thống tổ chức đảng, sinh hoạt cấp ủy đảng. Tri bộ là cái đơn vị tổ chức đảng trực tiếp quản lý cán bộ đảng viên. Nhưng mà có khi chi bộ của một cái cơ quan trung ương hay của một tỉnh chẳng hạn. Cái người cán bộ đảng viên có chức có quyền sinh hoạt ở trong cái chi bộ ấy. Nhưng mà chi bộ cũng không biết gì về cái hoạt động của cái người cán bộ đó chẳng hạn. Thì đấy chính là trách nhiệm của chi bộ. Thế rồi đến sinh hoạt cấp ủy. Cấp ủy ngay từ cái chi ủy cho đến đảng ủy cho đến huyện ủy, tỉnh ủy. Tất cả các cái tổ, tổ chức cấp ủy đấy phải đổi mới căn bản cái sinh hoạt, cái nội dung sinh hoạt. Nếu có đổi mới được cái đó thì cái giám sát của cán bộ đảng viên từng cán bộ đảng viên trong cái phạm vi của cái tổ chức đảng hay cái cấp ủy đó quản lý thì mới mới mới, mới rõ được. À, thưa quý vị và các bạn, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật đảng đó là phải tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng thưa ông là có một thực tế đã diễn ra, đó là những sai phạm của một số cá nhân, người đứng đầu như là ông Nguyễn Xuân Anh, ông Nguyễn Bắc Son hay là như việc nữ trưởng phòng thuộc văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắc làm giả hồ sơ để thăng quan vừa bị phát hiện hay là nhiều sai phạm khác đều cho thấy là khi quyền lực được trao vào tay một người hoặc là một nhóm người mà chúng ta thiếu kiểm tra, thiếu giám sát thì sẽ dẫn đến những cái việc lạm quyền rồi cuối cùng là vi phạm nguyên tắc điều lệ đảng, vi phạm pháp luật. Ông nghĩ sao về ý kiến này ạ? Đúng như vậy. Thường cá nhân thì khi vi phạm kỷ luật thì nó có mấy cái điểm mà ta cần phải chú ý. Trước hết đó là ý thức chính trị, cái giác ngộ chính trị của bản thân các cán bộ đảng viên đó. Từ đấy nó dẫn tới cái bản lĩnh chính trị không vững vàng trước những cái những cái cám dỗ trước những cái tác động của hoàn cảnh bên ngoài mà anh không 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 tự chủ được cái thứ hai là tự cho mình có những cái quyền nhất định khi đã được sắp đặt vào một cái vị trí nào đó là coi thường tất cả thậm chí như bác hồ nói là coi thường dư luận coi khinh quần chúng và kiêu ngạo cái bệnh kiêu ngạo là cái bệnh rất là nặng mà không hiểu được cái việc xếp đặt vào vị trí ấy là từ yêu cầu công việc là để phục vụ lợi ích của cách mạng của nhân dân À ông ạ, nhưng vừa trao đổi đó là chúng ta vẫn quay trở lại vấn đề kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa sự lạm quyền và vi phạm kỷ luật đảng. Khi trao cái chức vụ thì luôn luôn là gắn liền với quyền hạn của mỗi cán bộ đảng viên và cái quyền hạn ấy phải được kiểm soát thông qua cái điều lệ của Đảng. Mà vấn đề kiểm soát quyền lực thì chúng ta đã đặt ra rất sớm nhất là trong cái khóa 11 cũng đã nhấn mạnh và tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng đã từng nói là phải nhốt cái quyền lực trong cái, cái lồng cơ chế có thể thấy rằng nguy cơ cán bộ đảng viên quan liêu xa rời quần chúng đặc quyền đặc lợi thoái hóa biến chất rất dễ xảy ra nếu mà cái công tác kiểm tra giám sát bị buông lỏng cho nên tăng cường kỷ luật trong đảng là nhiệm vụ mà chúng ta phải làm thường xuyên Tại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2017, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu quyết tâm kỷ luật một vài người để cứu một người. Còn tại buổi tiếp xúc cử tri Đồng Nai vừa diễn ra trước kỳ họp thứ 8 của hội khóa 14, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tiên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng đã chia sẻ với cử tri rằng không ai muốn xử lý kỷ luật bỏ tù đồng chí mình. À thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc ạ, à, phải khẳng định lại rằng là xử lý kỷ luật đảng viên không bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt đó lại là những người đứng đầu và là những cán bộ cấp cao. Ở quan điểm của ông như thế nào trước những cái luận điệu xuyên tạc cho rằng là sai phạm của một số đảng viên là lỗi hệ thống và việc xử lý kỷ luật đảng viên sai phạm là thanh trừng nội bộ ạ, thưa ông? Phải khẳng định ngay là cái công tác xử lý kỷ luật trong đảng là công việc thường duyên của đảng trong xây dựng, chỉnh đốn và phát triển đảng. Tôi xin nhắc lại trong lịch sử đấy, thì ngay cái khi xử lý vụ án Trần Dụ Châu năm 50 đấy, thì bác Hồ đã phải thức trắng cả một đêm để suy nghĩ cân nhắc thế nào để giữ nghiêm kỷ luật của đảng pháp luật của nhà nước và xử lý đúng cán bộ hay là tôi nói từ năm 75 đến nay thì chúng ta cũng đã xử lý những cán bộ cao cấp thí dụ như khóa bốn là xử lý một ủy viên bộ chính trị khóa sáu xử lý một ủy viên bộ chính trị khóa bảy xử lý một ủy viên bộ chính trị và đến bây giờ khóa 12 chúng ta cũng xử lý một ủy viên bộ chính trị các cái thế lực thù địch nó nói mình là lỗi hệ thống hay là hay là thanh trừng nội bộ mà thì đây không phải là như vậy mà mà chính là cái dũng cảm cái bản lĩnh của một đảng cách mạng Thưa ông ạ, như vậy là việc xử lý kỷ luật cán bộ trong đó thì có nhiều cán bộ cấp cao như là ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn ạ, thì không có gì là bất thường. Và đó là cái việc mà đảng ta vẫn phải làm thường xuyên ạ, thưa ông. À, Như đầu tôi nói là chúng ta không nên À, bi quan và mỗi một đảng cách mạng chân chính như bác hồ nói là, là phải thường xuyên tiếp nhận vào trong hàng ngũ của mình những phần tử ưu tú nhưng đồng thời cũng phải loại bỏ những người không đủ tư cách ra khỏi đảng đó là cái việc làm bình thường của một cái một cái đảng cách mạng chân chính một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình vạch rõ những cái đó vì đâu mà có khuyết điểm đó xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó như thế là một đảng tiến bộ mạnh dạn chân chính thưa quý vị và các bạn đây là lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh trong việc xây dựng đảng để đảng ta thật sự vững mạnh à, thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc soi vào thực tiễn hiện nay thì Liệu chúng ta có thể hiểu rằng là những việc làm của đảng gần đây chính là theo tinh thần của một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm và sửa chữa khuyết điểm ạ thưa ông? Tôi chỉ xin nhắc lại thời chỉ đổi mới thôi. Thì đại hội 6 là đại hội dũng cảm thừa nhận những cái sai lầm khuyết điểm của mình trước đó và đề ra đường một lối đổi mới để sửa chữa cái sai lầm đó và đưa đất nước phát triển và có được cái cơ đồ vị thế như hiện nay thế thì đấy chính là thái độ của một cái đảng cách mạng chân chính theo lời dạy của bác hồ và bây giờ cũng thế trong xây dựng của chỉnh đốn đảng chúng ta dũng cảm thừa nhận và thậm chí bây giờ theo tôi còn công khai hơn nhiều so với các thời kỳ trước à, tôi nói trong đời đổi mới này và nhất là từ hai nhiệm kỳ này thì mọi cái sai lầm khuyết điểm của tổ chức đảng từ tổ chức cao nhất là trung ương là bộ chính trị cho đến tổ chức cơ sở của đảng thì đều được công khai à để cho toàn dân biết. Thế thì theo tôi đấy là một thái độ dũng cảm của một đảng chân chính, tiến bộ chắc chắn và cách mệnh như bác Hồ nói. Thế thì điều đó là biểu hiện cái, cái phát triển tích cực chứ. Chứ không hề có cái biểu hiện tiêu cực thì trong xây dựng chỉnh đốn đảng ở đây cả. À, thưa ông là chúng ta phải khẳng định lại một điều. Đó là việc xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên vi phạm. Đó chính là bản lĩnh của một đảng tiến bộ và là một đảng cách mạng. À, thương là trước những cái luận điệu xuyên tạc thì chúng ta luôn kiên định niềm tin vào cái sự lãnh đạo của đảng chủ tịch hồ chí minh cũng đã từng lấy hình ảnh chặt cành để cứu môn cây khi nói về việc thi hành kỷ luật đảng thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc ạ thẳng thắn nhìn nhận sai lầm khuyết điểm để khắc phục tự đổi mới làm tốt hơn sứ mệnh trọng trách mà đất nước dân tộc giao phó là điều mà đảng ta đã và đang làm và cần phải khẳng định lại đấy là sự kích động của các thế lực thù địch là vô căn cứ ạ bây giờ đấy thì chúng ta cũng phải chú ý thế này là cái các cái thế lực thù địch nó chống mình hiện nay đấy thì nó chống trên sáu cái phương diện một là nó phủ định chủ nghĩa bắc lê ninh tư tưởng hồ chí minh hai là nó phủ nhận con đường sau chủ nghĩa của cách mạng nước ta ba là nó tập trung tấn công vào sự lãnh đạo của đảng rồi với cái chiêu bài đa nguyên đa đảng để thủ tiêu sự lãnh đạo của đảng thứ tư là nó phủ nhận những cái thành tựu của lịch sử của cách mạng thứ năm là nó lợi dụng những vấn đề đời tư hay là của cá nhân cán bộ đảng viên để nó xuyên tạc và cuối cùng là nó tìm cách để tách quân đội công an ra khỏi sự lãnh đạo của đảng phi chính trị hóa quân đội công an thế thì mình phải nhìn cái tổng thể cái sự chống phá của các cái thế lực thù địch đó, vì thế mà chúng ta phải hết sức tỉnh táo trong cái cuộc đấu tranh để chống các cái, cái các cái thế lực thù địch nó đang à, thúc đẩy cái diễn biến hòa bình và thúc đẩy cái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và nếu mình không cảnh giác giữ gìn nội bộ cho tốt bảo vệ chính trị nội bộ cho tốt giữ nghiêm kỷ luật của đảng giáo dục cán bộ đảng viên thật tốt thì mình có thể làm cho đảng mình trở thành một chỉnh thể một cái tổ chức nó có đầy đủ sức mạnh, có sức đề kháng trước tất cả những cái tấn công từ phía bên ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, kỷ luật của đảng là tự giác, là nghiêm minh và mọi cán bộ đảng viên đều bình đẳng, không có ai được phép tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật đảng phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định. Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Đề nghị từng đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, mỗi cán bộ đảng viên, công chức, cần thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả tổn thất khôn lường. Thưa quý vị và các bạn, kiên quyết xử lý cán bộ đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kể cả cán bộ đó là ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương hay tướng lĩnh cấp cao, cho thấy đảng ta đã và đang bước vào thời kỳ xây dựng chỉnh đốn đảng mạnh mẽ, nghiêm túc và toàn diện nhất, trước đòi hỏi ngày càng nặng nề của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó bắt nguồn từ ý chí của đảng, bắt nguồn từ lòng dân, đó là ý đảng, lòng dân, đó là bài học sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, chặt cành sâu để cứu cây.